Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến cái video thứ hai của Sang. Thì chắc là mọi người đang thắc mắc là tại sao Sang lại đeo khẩu trang không? Và bây giờ là mấy giờ? Thì như mọi người đã biết, ý mọi người chưa biết, mà là Sang sắp bật mí để mọi người biết. Thì bây giờ là 7 giờ 39 phút sáng ngày 30 Tây tháng 9, ngày cuối cùng của tháng 9. Thì bình thường là giờ này sẽ còn ngủ chứ không có ngồi đây đâu, nhưng mà tại vì ngày hôm nay là rất là vui, Sang được nhận một cái lịch quay game show cho một cái chương trình mà nó được tổ chức và được diễn ra ở một cái nơi mà Sang cực kỳ thích luôn. Và nơi đó nó mang lại cho Sang nhiều thứ. Đó chính là ngôi nhà Truyền Thông Khang. Thì ngày hôm nay được về với Truyền Thông Khang thì Sang rất là hào hứng và rất là phấn khích. Tại vì mình được trở về với cái nơi mà mình đã bỏ ra nhiều công sức, bỏ ra nhiều mồ hôi và nước mắt bằng sự nỗ lực của mình để mình có được cái ngày hôm nay. Phải nói là cảm ơn Truyền Thông Khang rất là nhiều, đã tạo cơ hội, tạo ra những cái sân chơi, tạo ra những cuộc thi uy tín để cho thế hệ trẻ như Sang, những người yêu dòng nhạc bolero, được cháy với đam mê và được hát trên sân khấu và có được cái ngôi vị ngày hôm nay. Đó là một phần cũng là nhờ Truyền Thông Khang và nhờ tất cả những tình yêu thương quý vị đã dành cho Sang. Thì Sang luôn trân quý và luôn luôn cảm ơn tất cả những tình cảm đó. Cho nên là ngày hôm nay trở về Truyền Thông Khang thì Sang cảm thấy rất là vui, rất là phấn khích. Tại vì mình được về lại, được gặp lại những người anh, người chị, những người mà đã hỗ trợ cho mình trong lúc mình thi. Và ở Truyền Thông Khang có một cái góc nhỏ, nó đem lại nhiều cái cảm xúc, đem lại nhiều cái bồi hồi, cái xao xuyến cho tất cả những người ca sĩ, nghệ sĩ, cũng như là tất cả những ai làm việc và từng lui tới Truyền Thông Khang sẽ rất là trân quý và trân trọng ở nơi đó. Thì tí nữa đến Truyền Thông Khang rồi sẽ quay cho mọi người xem. Bây giờ thì Sang đang trên đường đi qua Truyền Thông Khang đây. Hôm qua là hả nôn nóng là không có ngủ được luôn, nằm cứ lăn qua lăn lại nôn để sáng nay được đi. Không biết sao nữa, tại vì bình thường á Sang đi diễn hay đi hát á, cứ bình thường thì thôi nha, khi mà có lịch diễn rồi là cứ nôn nóng vậy đó. Cứ nôn nóng là mình được lên sân khấu, mình được hát và mình được làm gì đó trên sân khấu để cho mọi người thích, mọi người vui, mọi người vỗ tay cho mình, là đó là cái niềm hạnh phúc và được mọi người yêu thương là không còn gì để mà nói nữa, tại vì quá hạnh phúc rồi, không cần gì nhiều đâu, chỉ cần vậy thôi. Cho nên là mỗi lần được lên sân khấu, mỗi lần được nghe có lịch diễn á là nôn nao trong đây được đi. Và bây giờ lại làm YouTube nữa thì trong đây được càng đi nhiều hơn nữa, để có thể quay được nhiều ơi là nhiều luôn cho tất cả mọi người xem. Thì hôm nay là chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm một ngày đi quay ở Truyền Thông Khang, đi một cái game show. Xin được bật mí luôn là nông dân xin chào. Đó, nhìn tôi giống nông dân chưa? Chưa. Nói chứ hôm nay Sang sẽ tham gia chương trình Nông Dân Xin Chào. Và thật sự là Sang chưa được biết kịch bản như thế nào, nhưng mình sẽ trải nghiệm thử xem cái game show Nông Dân Xin Chào sẽ có những gì thú vị, sẽ có những gì vui. Có thể là Sang không quay được cái khúc đó cho mọi người xem, tại vì đó là chương trình quay hình để họ còn phát lên TV nữa. Nhưng mà Sang sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, chia sẻ những cái trải nghiệm của mình trong game show, và quay được cái gì Sang sẽ quay cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình đi thôi. Đồ ăn sáng thì Sang đã mua sẵn rồi, tại vì sợ không có thời gian, nhưng mà đợi đến phim trường đi rồi mình ăn luôn. Bây giờ thì mình lên đường, tại vì hôm nay là ngày trong tuần, hôm nay là ngày thứ 6 thì phải, cho nên
nên là sợ là sẽ kẹt xe đấy. Cho nên mình đi tranh thủ thôi, mình sang phải đi trước 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Tại vì 9 giờ là phải có mặt để make up, cho nên là phải đi sớm. Đúng ra là Sang sẽ đi vào lúc 7 giờ nhưng mà lần quần mua đồ ăn sáng rồi xí xa xí soạn, làm tóc làm ơ đồ. Mà nói tiếng làm tóc chứ không có nha. Tóc Sang đang ở trạng thái không có keo, không có kiểu cọ gì hết. Tại vì một lát quanh đó thì mình sẽ có người làm tóc cho mình và có người make up cho mình. Còn bây giờ là đeo khẩu trang á, là chắc là nãy giờ mọi người cũng thắc mắc. Tại vì cũng Sang cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là tại vì buổi sáng á, cái mũi của Sang nó rất là nhạy cảm. Tại vì Sang bị viêm xoang, cho nên là mỗi buổi sáng làm như cái mũi mình nó bị yếu hơn những buổi khác thì phải á. Cho nên là nó nghẹt mũi, nó khó chịu lắm. Nó bị mà có cái hơi máy lạnh thổi vô là nghẹt mũi liền. Cho nên là Sang phải bịt khẩu trang như thế này để cho nó hạn chế bớt cái gió máy lạnh lại, để mình đỡ nghẹt mũi hơn. Tại vì tí nữa Sang cũng có hát. Sang được báo là sẽ có hát thôi, chứ cũng không biết kịch bản như thế nào. Cho nên là mình phải chuẩn bị để cho cái giọng mình tốt nhất, để không có bị nghẹt mũi, để mở giọng, để hát cho hay, để cho mọi người nghe, mọi người xem. Ok, bây giờ là Sang đang đi đây. Một tiếng nữa Sang lại cập nhật tình hình cho mọi người xem. Bye bye. Hello. Sang lại vừa thoát khỏi một cái vòng xuyến. Trời ơi, tại vì Sang thấy nó đã quá quen thuộc rồi, cho nên là Sang không có quay cho mọi người xem. Khủng khiếp, thoát được mừng chết. Giờ 8 giờ đây, qua đó chắc cũng khoảng tầm 45 phút nữa. Hy vọng là tới đó đi, đúng 45 phút đi. Tại vì mình có 15 phút để mình ăn sáng. Mình chưa ăn gì hết, dậy sớm nó bụng quá. Giờ là đang đi. Đấy, trời. Tết quá ha. Đây là tháng cuối tháng 9 rồi, ngày mai là tháng 10. 1, 2, 3, 4. Còn chứ cũng khoảng 3-4 tháng nữa là chúng ta sẽ đón chào một mùa xuân mới. Ui, đường thật là đông các bạn. Cái tật nhăn cái trán không bỏ ta ơi, nhăn hoài luôn, nhăn riết bởi vì già ơi là già mà vẫn nhăn. Dạo này thời tiết cũng theo cảm nhận của Sang thì cảm giác là cũng khá là lạnh lạnh, không biết là do trời đập đông hay là như thế nào nữa. Chắc cũng có thể là do ảnh hưởng của bão. Thì nhân tiện nhắc đến bão đây thì cũng cầu mong miền Trung sẽ vượt qua được cái cơn bão này và sẽ đỡ khổ một chút xíu. Tại vì năm nào cũng phải hứng chịu bão lũ lụt hết. Cửa mọi thứ mất hết, nên là sẽ hy vọng là năm nay miền Trung của mình sẽ giảm bớt được phần nào những cái mất mát để bà con miền Trung mình đỡ khổ. Chỉ biết cầu mong, và nếu thật sự làm được gì đó cho miền Trung sẽ sẵn sàng làm từ những người nhỏ nhất thôi. Sang đang tìm những cái câu lạc bộ hoặc là những cái hội mà
quyên góp để mà ủng hộ cho miền Trung á, trong lúc bị lũ lụt, bị bão như thế này. Thì hy vọng là mọi người sẽ giao duyên cho Sang nha, để Sang biết được những cái hội mà mình hỗ trợ, mình bảo trợ cho miền Trung trong cái mùa lũ lụt này. Thì Sang cũng góp được một phần nào công sức thì Sang sẽ cố gắng. Tại vì mình sẽ giúp đỡ cho miền Trung, để nói chung là cũng là khúc ruột của mình mà. Mình ủng hộ, mình giúp đỡ được phần nào thì hay phần đấy. Nên là mọi người cùng nhau chung tay cố gắng giúp đỡ miền Trung nhé. Đông quá, đông quá, đông xe quá. Ngày mai Sang còn một cái lịch diễn nữa. Ngày mai có cái lịch diễn chắc là mọi người sẽ muốn xem. Tại vì ngày mai là đủ mặt bốn anh em luôn, đủ mặt bộ tứ. Cho nên là ngày mai Sang đi, Sang sẽ quay tiếp cho mọi người xem, để mọi người có thể nắm rõ được và biết rõ được mỗi ngày Sang làm gì và bốn anh em Sang như thế nào. Cho nên là mọi người subscribe kênh nha, mọi người đăng ký kênh, nhớ ấn vô cái chuông và có hai cái móc hai bên đó là để nhận vào cái chuông thông báo á, để khi mà Sang ra video mới á thì mọi người sẽ nhận được thông báo và xem được video của Sang. Và cũng như là nói chung là có bất cứ cái cập nhật gì mới mọi người sẽ biết được. Cho nên là mọi người thương Sang, mọi người ủng hộ Sang nha, mọi người đăng ký kênh cho Sang nè, và cày view nhiều nhiều cho Sang nữa. Phải nói là rất là cảm ơn mọi người luôn á, cảm ơn mọi người khủng khiếp. Chỉ vừa có một video đầu tiên luôn, một video đầu tiên mà Sang đã đạt được 2000 mấy subscribe và được gần 1000, gần 1900 giờ xem công khai rồi. Thì phải nói là rất là cảm ơn mọi người luôn, đã yêu thương Sang, đã ủng hộ cho Sang cái vlog đầu tiên của Sang trong cái kênh này. Thì chúng ta phải tiếp tục nha, cứ như vậy mà phấn đấu nha. Để mình có nhiều cái video, thật là nhiều view nữa. Sang cũng không đòi hỏi nhiều đâu, như vậy thôi là cũng đủ rồi. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Sang nha, chia sẻ cái video của Sang tới bạn bè, tới người thân, và vận động mọi người đăng ký kênh cho Sang, ủng hộ Sang nha, để kênh YouTube của Sang được mau được phát triển. Nói nhanh quá lẹo lưỡi luôn. Sang đang ở đường Điện Biên Phủ. Ý, có những cái bông hoa màu vàng dễ thương. Hình như cái video đầu tiên là Sang nhớ không lầm là hình như 40.000 rồi thì phải, 40.000 view vlog đầu tiên trong một cái kênh mới toanh luôn. Quá giỏi, một tràng pháo tay thật lớn cho chúng ta đi. Có nhiều anh chị bạn của Sang á gọi cho Sang, cái Sang khoe, Sang nói là em mới làm được cái YouTube đầu tiên á, cái vlog đầu tiên luôn, một video duy nhất luôn, kênh mới toanh luôn, mà một em đăng lên có một ngày thôi là đã hơn 1000 người đăng ký rồi. Xong rồi view á thì 30 mấy ngàn, anh chị ấy cũng hết hồn trơn, kiểu người ta họ không tin được là một cái kênh mới toanh như vậy mà lại đạt được những cái con số. Nói chung là so với những cái kênh khác á, so với những cái thành tựu khác thì nó không có là gì hết, nhưng mà với riêng bản thân Sang thì, và với những người bạn của Sang, những người anh chị của Sang khi mà làm YouTube á, thì họ cũng biết được cái sự khó khăn của những cái kênh mới. Thường thường sẽ không được đề xuất đâu, cũng không có được, nói chung là sẽ không có được đề xuất cái video của mình lên nhiều đâu, có thể nó sẽ chậm view nè và ít người đăng ký lắm. Nhưng mà không ngờ là cái video đầu tiên thôi mà gần 1000 mấy người đăng ký, và bây giờ là 2000 hơn rồi, và video thì mỗi ngày một tăng view lên, và bây giờ chắc cũng đã 40.000 rồi. Nên là đó là cái sự yêu thương của mọi người dành cho Sang, cảm ơn người rất là nhiều, phải nói là rất là nhiều luôn, và mọi người comment và like cũng rất là nhiệt tình. Hình như bây giờ là 1000 mấy like rồi thì phải. Đó là mọi người chỉ cần thương Sang vậy thôi.
Mọi người chỉ cần đăng ký kênh cho Sang nha, rồi cày view cho Sang nha, mọi người like cho Sang nha, và comment nhiệt tình vô là cái video của Sang sẽ được đề xuất lên. Hồi lúc mới Sang mới tạo á, Sang có share lên Facebook á, thì mọi người nói là tìm không có ra, gõ trên YouTube không ra. Nhưng mà bây giờ mọi người có thể gõ Trường Sang Vlog là ra liền luôn, là tức là nó đã đề xuất lên rồi, thì cái kênh của Sang bây giờ chỉ cần gõ là ra ngay kênh thôi, cho nên là mọi người sẽ tìm kiếm video của Sang dễ hơn. Và những ai mà đã đăng ký kênh rồi, nhấn vào cái chuông bật thông báo rồi á, thì chỉ cần Sang ra một cái video nào đó hay ra một cái bài đăng nào đó là mọi người sẽ biết ngay, và mọi người có thể vào xem video của Sang. Tại vì bây giờ đang đi trên đường á, mình cũng hơi kẹt xe, rồi mình cũng chán, cho nên là vừa đi vừa nói chuyện với mọi người. Mặc dù là không có hồi đáp lại, nhưng mà Sang biết khi mà mọi người xem video, mọi người sẽ comment để mọi người tương tác với Sang, cho nên là cứ mạnh dạn mà nói thôi. Truyền thông Khang là lúc mà thời gian mà Sang thi solo bolero là ngày nào luôn, ngày nào hầu như là ngày nào cũng chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại từ nhà Sang qua Truyền thông Khang cũng phải mất tầm một tiếng, để nếu mà đi xe máy xe ô tô, còn đi xe máy thì tầm 30 phút, nếu mà kẹt xe thì 45 phút, còn đi xe ô tô thì tầm tiếng, còn kẹt xe thì 1 tiếng rưỡi. Nên là nói chung là nó cũng không có đoạn đường, nếu mà tính ra mà chạy đường thẳng ấy, thì nó cũng không xa bao nhiêu. Mà tại vì mình đi trong thành phố là cái thứ nhất, cái thứ hai là kẹt xe, cho nên là mình cũng đi chậm á, thì thành ra nó lâu. Nhiều khi từ quận này qua quận kia nó gần nhau lắm, nhưng mà kẹt xe là đi nó chậm lắm. Xe máy thì mình luồn lách dễ hơn. Đây, để Sang quay cho mọi người coi cái cảnh tượng hiện tại của Sang. Đó, mọi người thấy đó, đây xung quanh toàn là xe. Xung quanh toàn là xe, cho nên là đó, cứ mình cứ đi như vậy, cứ chạy xe mà cứ vậy nè, rồi chừng nào tới, đúng không? Đây là Sang đang chuẩn bị quẹo qua con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ok, nhân tiện này mình quay đường phố Việt Nam cho những cô chú anh chị ở xa, ở phương xa, ở nước ngoài cũng có thể xem được Việt Nam. Nếu mà mọi người lâu quá không về Việt Nam thì xem cũng đỡ nhớ ha. Nói chứ có nhiều cô chú anh chị cũng đi nước ngoài rất là lâu, lâu lắm luôn mà không có về Việt Nam, cũng có nhắn tin cho Sang nói là nhớ Việt Nam nhiều, nên là thôi quay cho mọi người xem luôn để cho mọi người đỡ nhớ Việt Nam. Đó, đây là một cái công viên xanh ngát luôn, tinh tinh lại đậu, nhưng mà như bây giờ là đậu đèn đỏ. Đây chỉ có cái đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa kia là nó hơi nhỏ tí xíu thôi, tại vì nó có những cái hàng cây á, cho nên là nhìn nó nhỏ. Còn bây giờ đây đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa nó to lắm, nó tới 3 lên luôn, hay lên ngoài là lên ô tô, và nói chung là lên lên giữa là làn xe phức hợp á, nhiều loại xe có thể đi, còn lên trong là lên của xe máy, lên ngoài cùng là lên của ô tô luôn, dành riêng cho ô tô thôi. Lại chờ đèn đỏ, 2, 1, 50, chúng ta có 50 giây, 50 giây để đi. Bây giờ Sang chạy thẳng lên đây xíu nữa là qua một cái cầu. Biết là bây giờ đi đường là không có nhớ tên nữa, chỉ nhớ cái đặc điểm thôi, tại vì đi biết là Sang bị quen rồi, Sang không có ấy, Sang bị quen á, thành ra là Sang không có cần nhớ tên nữa, Sang cứ nhớ trong đầu cái đường đi sao là Sang đi thôi. Nhiều khi chạy mà mọi người hỏi Sang đường đó đường gì, Sang cũng biết trả lời sao nữa. Nãy đang chạy, đang quay, thấy chú công an sợ quá, rút cái điện thoại xuống. Nhưng mà không sao. Cầu nó ra phải cũng
chưa tới đâu mọi người, cũng còn một phút xa nữa. Ok, thằng đi nha. Một lát đổi cảnh khác rồi sẽ quay cho người xem. Bye bye. Hello, Sang đã gần đến truyền thông Khang rồi. Bây giờ Sang đang ở đường Nguyễn Thái Sơn. Xin tới một xíu. Lại xin tới một xíu. Đây là đây là bệnh viện quân y. Thế nào mọi người? Lớn không? Quá trời lớn luôn. Bệnh viện quân y 175. Xin tới đặng ngã tư đặng có cái ngã ba để chúng ta rẽ trái, sau đó là tới đường Phạm Ngũ Lão một chiều, đường này cũng là một chiều nhưng trong có chiều ngược lại. Nó chiều ngược lại nhỏ ta, chỉ dành cho xe máy thôi thì phải đó. Tới đường Phạm Ngũ Lão là thấy tới phim trường Trịnh Tông Khang rồi. Phim trường Trịnh Tông Khang địa chỉ là số 5B Phạm Ngũ Lão nha mọi người, cho nên là hoặc là mọi người lên trên Google Maps á, người sẽ là phim trường truyền thông Khang là sẽ là ai kiến gì. Ok, thôi bây giờ sẽ tóc biến với phòng makeup nha. Bye bye. Ok, vô thôi. Chú bảo vệ dễ thương. Vừa mở cửa, ủa Sang. Trời, đây phim trường truyền thông Khang. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô nha. Mình đi vô, mình đi vào cái nơi mà Sang nói. Wow, sức sắc. Đây, mà thấy gì không? Kéo xì dách đi anh Vàng ơi. Kéo xì dách đi. Vàng ơi, chúc làm với thằng Sang cái kiểu phẩm đầu tiên đó là Vàng. Ok. Này, chứ Vàng đang make up. Xong bài vô anh. Ê, Sang chơi cái gì kia đi Sang. Chơi gì anh? Cái chương trình bảo Vàng áp luôn đó Sang. Có chương trình nó tên gì vậy? Sang Vàng đó. Thôi, được á, có lý á. Sang Vàng chơi đó. Thì chơi với nhau. Vì chuyện Tông Khang cho chơi là chơi thôi. Chị nó có ăn môi nào đó vậy? Được lắm. Vô đây. Chơi. Nào. Vô đây chơi. Ok, nhưng mà bây giờ là xem mới vừa make up và thay đồ xong rồi. Hôm nay là chương trình do mặc một cái chiếc áo cam rất là cam. Đúng là Sang định mặc màu vàng hoặc màu đỏ nhưng mà sợ nó sáng chói quá nên mặc màu cam cho đỡ chói. Tính ra màu cam nó chói hơn thì phải. Cái bậc mùa vàng vui nhộn dành cho bà con dân chơi là tin đâu thì có là nói với nhau chơi giờ nói đúng chứ không, hồi nãy mày nói đâu này cho nhỏ nói bây giờ là mày nói luôn đúng không, mày nói thật với ta luôn rồi mày bây giờ mày hay dọn, hôm nãy mày nói khác thì mày nói khác, mày nói gò rồi nói lại cuộc cuối mày nên không đúng đâu nãy tao nè tao nói. Yeah. Thì hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một cái sân chơi vui nhộn nhịp dành cho bà con nông dân. Nông gia hát cùng Bayer. Để tham gia chương trình, bà con hãy truy cập vào Facebook hoặc là YouTube, sau đó hãy tìm kiếm bài hát Anh Nông Gia năm một qua, sau đó hãy ăn hoặc ngồi lại để chúng tôi nghe gọi giọng hát anh và em biểu diễn tại chương trình. Nếu không được chương trình, sau đó mọi người gửi về số Zalo hoặc tài khoản Facebook của chương trình và về tài khoản Facebook của Bayer Processes Việt Nam, hoặc số điện thoại 0388811. Hãy nhanh tay tham gia để đó là nhận về những giải thưởng vô cùng hấp dẫn của chương trình, ví dụ như một giải nhất là một phiếu mua hàng điện máy giá trị 10 triệu đồng, một giải nhì một phiếu mua hàng điện máy giá trị 5 triệu đồng,
một giải ba cổ phiếu mua hàng giá trị điện máy lên đến 3 triệu đồng và nhiều giải thưởng khác có giá trị lên đến 500.000 đồng. Và thời gian nhận bài sẽ từ ngày 15 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ok, cảm ơn. Sang vừa mới thay đồ xong và chuẩn bị quay cái phần song ca với lại một anh giám đốc một doanh nghiệp, và mọi người nhớ đón chờ cái chương trình, đón xem chương trình Khát Vọng Mùa Vàng và Nông Dân Xin Chào nha, để xem những phần trình diễn của Sang. Và Sang có diễn hài nữa thì, nhưng mà tại vì thằng ấy không có quay được cho nên là mọi người thông cảm cho Sang nha. Đây là mặt vết đen. Bây giờ đi vô trong chuẩn bị quay. Ok, vậy là đã xong. Thì hôm nay là rất là vui khi mà được quay rồi được làm MC, lần đầu tiên làm MC, rồi được hát song ca với lại anh doanh nhân, rồi được chia sẻ nhiều thứ. Nói chung là một ngày đi quay rất là vui và nhiều trải nghiệm. Tại vì tiếc cái là Sang không thể quay được cho mọi người coi, nhưng mà mọi người chờ đón xem trên đài truyền hình Vĩnh Long 1 nha. Và lịch phát sóng chắc cũng khoảng tầm tháng nữa sẽ phát sóng. Thì khi nào có lịch phát sóng thì Sang sẽ upload ở trên trang Facebook của Sang và up trên cộng đồng để cho mọi người xem. Ok, bây giờ Sang đi về đây. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người nhiều đã dành thời gian ra để xem cái video của Sang. Và vẫn là câu nói đó, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Sang bằng cách cho Sang xin một lượt đăng ký nè, một lượt like, một lượt comment. Những cái lượt like, những lượt comment của mọi người sẽ giúp cho cái kênh YouTube của Sang sẽ được tăng tương tác nè, và được đề xuất để đến gần đến mọi người hơn. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye.